Xin chào các bạn nhỏ. Mùa hè sắp qua rồi, chúng mình lại sắp bước vào năm học mới. Các bạn cảm thấy thế nào? Háo hức, vui mừng? Còn có bạn nào thấy sợ hãi, lo lắng không? Đừng quá lo nhé. Bạn gấu Chester cũng như thế đấy. Nhất là ngôi trường của bạn ấy chỉ mở vào ban đêm, trường cú mèo. Bạn ấy không muốn đi học tí nào, chỉ muốn được ở nhà với mẹ. Nhưng Chester đã được mẹ tặng cho một bí mật để xua tan đi mọi sợ hãi, mọi lo lắng, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Nào, hãy cùng khám phá bí mật của gấu Chester trong câu chuyện Nụ hôn trên tay, tác giả Audrey Penn, minh họa bởi Ruth E. Harper và Nancy Emlich, dịch sang tiếng Việt bởi Mẹ của Mây và Lá. Gấu con Chester đứng ở bìa rừng và khóc. Con không muốn đi học, chú nói với mẹ. Con muốn ở nhà bên cạnh mẹ. Con muốn chơi với các bạn của con, chơi đồ chơi của con, đọc sách của con, đu trên xích đu của con. Con có thể ở nhà với mẹ được không? Gấu mẹ nắm lấy tay Chester và ghé sát vào tai chú nhẹ nhàng nói. Đôi khi có những việc mà chúng ta không muốn làm, thậm chí lúc đầu còn lạ lẫm và đáng sợ nữa. Nhưng con sẽ yêu trường lớp ngay khi con bắt đầu thôi. Con sẽ có những người bạn mới, được chơi nhiều đồ chơi mới, sẽ đọc những cuốn sách mới và đu trên những xích đu mới. Ngoài ra, mẹ biết một bí mật tuyệt diệu sẽ giúp những đêm con ở trường cũng thấy ấm áp và thoải mái như những ngày còn ở nhà. Chester lau nước mắt, nhìn mẹ chăm chú. Một bí mật ạ? Bí mật gì vậy mẹ? Một bí mật từ xa xưa mà mẹ được nghe từ bà ngoại. Bà ngoại lại được nghe từ cụ ngoại. Bí mật mang tên nụ hôn trên tay. Nụ hôn trên tay ấy ạ? Đó là gì thế? Chester hỏi. Mẹ sẽ chỉ cho con. Gấu mẹ nắm lấy bàn tay trái của Chester, xòe rộng những ngón tay tí xíu của chú ra thành hình một cái quạt. Mẹ nghiêng người về phía trước, hôn lên chính giữa bàn tay Chester. Chester cảm thấy nụ hôn của mẹ lan dần khắp bàn tay, chạy dọc lên cánh tay, vào thẳng trái tim chú. Hai má đen mềm mại của chú cũng nóng ran lên. Mẹ gấu mỉm cười. Bây giờ, bất cứ khi nào con cảm thấy cô đơn, cần một chút hơi ấm từ gia đình, con chỉ cần áp tay lên má và nghĩ, mẹ yêu con, mẹ yêu con. Và thế là nụ hôn sẽ lan khắp khuôn mặt con, lấp đầy con với cảm giác ấm áp. Gấu mẹ cầm tay Chester, cẩn thận gập những ngón tay lại để giữ chặt lấy nụ hôn. Giờ thì con chú ý, đừng để mất nụ hôn nhé, mẹ trêu chọc. Nhưng đừng lo lắng, khi con xòe tay ra để rửa đồ ăn, mẹ đảm bảo là nụ hôn vẫn còn dính chặt trên tay. Chester rất thích nụ hôn trên tay mình. Giờ thì chú đã biết, tình yêu của mẹ sẽ đi cùng chú đến bất cứ nơi đâu, kể cả đến trường. Và đêm đó, Chester đứng trước cổng trường, nhìn đăm chiêu. Chợt, chú quay sang mẹ, cười tuét miệng. Mẹ đưa tay của mẹ cho con đi, chú nói. Chester cầm lấy tay mẹ, xòa rộng những ngón tay to lớn thân thương của mẹ ra thành hình cái quạt. Rồi chú nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn vào giữa bàn tay mẹ.
Bây giờ mẹ cũng có nụ hôn trên tay rồi đó. Chú dịu dàng nói, tạm biệt, con yêu mẹ. Chester quay đi, vừa đi vừa nhảy. Gấu mẹ nhìn Chester truyền qua cành cây vào trường học. Khi tiếng cú mèo vang lên chào năm học mới, gấu mẹ áp bàn tay lên má và mỉm cười. Hơi ấm từ nụ hôn của Chester đong đầy trái tim mẹ với lời thì thầm: Chester yêu mẹ, Chester yêu mẹ, yêu mẹ.